Oh my god, đẹp. Bye bye mấy con, bye bye. Một con thác tuyệt đẹp ở Cao Bằng mình đã vô tình nhìn thấy khi đi trên đường và khám phá. Nhưng bất ngờ hơn là khi về tìm hiểu về thác á, lại không có nhiều thông tin, trên map cũng không có hiển thị luôn. Thì chuyện là trong chuyến du lịch ở Cao Bằng, lúc đang chạy xe trên đường đi hướng Bắc Bó thì mình đã bắt gặp một con thác sừng sững đổ từ đầu núi tuyệt đẹp. Nếu bạn thì bạn sẽ làm gì? Còn mình thì mình chạy vào tìm hiểu ngay chứ không cưỡng lại được. Mình gặp một cụ ông và hỏi về thác thì cụ ông nói là đi thẳng vào lối này sẽ được. Mình hỏi tên thác thì ông bảo là không có tên. Nhưng thực ra đây là thác Bản Giàng, thuộc xóm Bản Giàng, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Thác đổ từ trên đỉnh núi xuống bọt tung trắng xóa. Chạy đến cuối con hẻm là mình gặp một nhà dân, hỏi cách đi lên thác thì sẽ được chỉ dẫn nhiệt tình. Mấy anh bảo là cứ để xe đổ trước nhà đi, họ trông coi cho, ở đây không có sợ mất. Mình băng qua con suối cạnh nhà rồi đi qua một nương ngô, men theo con đường mòn là sẽ thấy mạch nước của thác chảy xuống. Theo như quan sát từ ngoài xa thì mình thấy có rất là nhiều tầng trải dài từ đỉnh núi xuống bên dưới chân núi. Còn dài luôn hả? Ừ. Bà Nhiên á, chậm mà chắc. Bà Nhiên không có dám mạo hiểm. Trơn này, cái chỗ này trơn nè chị ơi. Ô mấy đứa nhỏ đang tắm ở đây các bạn ơi. Đẹp quá. Mấy em sống ở gần đây hả? Ê, sau khi mò lên được cái thác này, đồng đội chúng tôi đã giao lưu và kết bạn với các em nhỏ ở đây. Các em là người dân tộc Tày. Nhưng mà mình chỉ đi tầm 2 tầng thôi là thấy đủ thỏa mãn rồi. Nước ở đây á xanh và trong vắt, thêm một chút màu vàng của đất núi, xanh của cỏ lá, nhìn thiệt bao thích luôn. Ở tầng 2 thì tụi mình bắt gặp tụi nhỏ đang tắm thác. Anh bạn trong team của mình thấy khoái chí nên là cũng nhảy xuống để hòa mình với tụi nhỏ luôn. Còn mình và bà Tuyết thì chỉ ngồi ngó thôi cũng đủ thích rồi. Mình suy nghĩ là tại sao con thác này đẹp như vậy mà lại chưa có bài review hay là có ai đề cập đến nó nhiều. Nó cũng không có ẩn mình hay là ở xa, chỉ nằm ở ngay lộ là bạn có thể nhìn thấy rồi. Con thác có nhiều tiềm năng để phát triển thật. Ngôi nhà của anh chị mà cho mình gửi đồ ké ở dưới chân thác á, hiện nay họ đang nuôi heo. Nếu được thì sau này có thể làm nơi nghỉ chân, gửi xe cho các bạn đến tham quan nè. Và nếu mà các bạn có đến đây thì xin chỉ ngắm cảnh tắm suối hay là chụp hình thôi nha, đừng có xả rác lung tung hay là phá hoại quang cảnh. Mong rằng clip của mình sẽ giúp cho các bạn biết thêm một địa điểm đẹp và khá dễ đi khi mà đến du lịch ở Cao Bằng. Cảm ơn các bạn đã xem. Mình là Nhân Thích Đi, người kể chia sẻ về những chuyến đi và trải nghiệm. Vì địa điểm này không có ghim trên Google Maps nên các bạn tìm từ khóa là Bản Giàng để thấy xã Bản Giàng. Rồi mình sẽ đi vô cái hẻm này, đi xuống cuối cái hẻm này sẽ có một cái nhà dân ở đây, thì mình sẽ gửi xe ở đây rồi mình đi men theo để có thể nhìn thấy được cái thác này. Thác nó sẽ chảy dài từ trên đỉnh núi chảy xuống, nhưng mà theo mình tìm hiểu thì sẽ có tháng có nước chứ không phải là lúc nào cũng có nước nha các bạn.